Alo, xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với channel của Tân Phát. Như các bạn đã biết thì mấy cái dòng máy Intel hay Inbin thì dạo này mọi người đang sử dụng rất là nhiều. Hôm nay thì cùng theo dõi Tân Phát, mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh tốc độ in cũng như độ đậm nhạt và máy Intel phạm vi hỗ trợ nhé. Thực ra cái chỉnh này rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình nghĩ dạo này khá nhiều các bạn đã hỏi bên mình, nên là mình làm cái video này mong các bạn theo dõi và làm theo nhé. Thì đầu tiên ấy, thì bạn phải kiểm tra trước chúng ta đang sử dụng cái máy in gì. Thì cái mà để chúng ta kiểm tra được nó là chúng ta hãy vào Manager. Thì để vào Manager, thông thường như ở đây trên video của mình thì đang không hiện cái phần ZPC, nên là mình sẽ setup cho nó để nó hiển thị được cái ZPC. Thì bạn thấy icon setting này, mình sẽ hiển thị cái ZPC lên. Các bạn đã thấy thì mình đã thấy cái ZPC ở đây. Thì các bạn chỉ cần đặt chuột vào và bấm chuột phải, chúng ta sẽ thấy vào chữ Manager. Các bạn đợi tầm khoảng 2 đến 3 giây, nó sẽ hiển thị lên chúng ta một bảng, đây là bảng Manager. Trong này thì chúng ta sẽ kích vào Device Manager. Đó. Khi mà lên cái này, tức là chúng ta đang sử dụng quyền của, không phải quyền quản trị. Đây là thông báo mà yêu cầu chúng ta không có quyền, bị thiếu quyền, đã yêu cầu chúng ta nên đăng nhập vào quyền admin. Thì cái này thông thường thì chúng ta có thể bỏ qua. Nhưng mà nếu như mà khi mà chúng ta setup mà máy in bị lỗi thì các bạn nên đăng nhập bằng quyền admin để setup, như vậy sẽ ok hơn. Ngoài ra nếu mà các bạn vào đây có thể kiểm tra được, các bạn nhìn thấy print không ạ? Print request và printer. Thì các bạn chỉ cần kích vào printer, các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Ở đây chỉ có một máy HP Laser, không hề có máy Intel. Nhưng mà các bạn nhìn thấy print request, cái phần máy ZPrinter GT GP1824. Đây là máy in mà chúng ta sử dụng. Thì với những trường hợp như thế này, tức là chúng ta đang chưa có kết nối. Đó. À, các bạn nhìn thấy không ạ? Nó vẫn nằm ở shop device, chứng tỏ là máy in này chúng ta đang bị lỗi driver nhé. Các bạn biết không ạ? Đây là máy in đang bị lỗi driver nhé. Cái driver này là do chúng ta khi setup driver và máy nó vẫn chạy, nhưng mà máy vẫn nhận. Nhưng mà driver thì chưa. Giống kiểu chúng ta setup offline ấy, không có máy nhưng mà chúng ta vẫn cố tình setup máy in ấy. Có những cái setup thì chúng ta sẽ vào start này, setting device, print scan, ta vào printer. Ở phần này thì chúng ta sẽ kiểm tra phần prototype. Ta sẽ kiểm tra những cái gì ở đây? Chúng ta vào advanced kiểm tra default. Chúng ta kiểm tra đầu tiên đó là khổ giấy. Khách hàng có setup khổ giấy không? Ở đây chúng ta thấy có một cái khổ giấy là 4 inch nhân 1,1 inch. 4 inch nhân 1,1 inch nhé. Thì chúng ta thấy đây là một khổ hoàn toàn mới là mà do khách hàng sử dụng. Nên là chúng ta sẽ phải nhớ cái này lại. Các bạn phải lưu ý rằng sau khi cài đặt lại thì chúng ta phải setup lại khổ giấy này cho khách hàng yêu cầu nhé. Cái thứ hai đó là cái option. Ở đây option chúng ta sẽ cài đặt được print là chế độ in và darknet. Đây là hai phần mà khách hàng đang muốn yêu cầu là chúng ta chỉnh tốc độ in và độ đậm nhạt. Thì như các bạn thấy ở đây thì chúng ta đang chọn tích chọn vào ô User Current Print Setting. Đây là lựa chọn mà mặc định theo máy in, không phải là chúng ta tự setup, nó giống kiểu là tự động ấy. Tự động nhận diện máy in và sẽ tự động chạy, hoặc là dựa vào tốc độ của bản in setup về sau. Còn khi chúng ta bỏ tích cái này, tức là chúng ta sẽ setup được cái tốc độ in của chúng ta nhanh hay chậm, bao nhiêu in trên một giây, và cùng với đó là độ đậm nhạt. Thì ở đây với cái máy thực tế ở đây chúng ta có được đậm nhất là 15. Thì thông thường khi mà để mức nhiệt số 15 thì là mức nhiệt cao nhất, rất là hại cho đầu in và thường sẽ giảm tuổi thọ của đầu in xuống từ 1 đến 2 lần. Mình khuyên các bạn không nên để đầu in khi mà nhiệt độ nó lên quá cao. Thông thường nhất là mặc định của nhà sản xuất thì thường là 7. Và nếu như mà chúng ta thấy bản in nó vẫn bị mờ, chúng ta có thể tăng nó lên đến 12. Thì thông thường thì mình sẽ tăng số dao động từ 10 đến 12. Các ba con số này sẽ là số mà mình thấy nó ok nhất, vừa bảo vệ đầu in và vừa chất lượng cái bản in của chúng ta cũng là đẹp nhất. Thì sau khi chỉnh xong thì chúng ta ấn vào Apply, chúng ta kích OK. Các bạn nhớ enable cái này đây nhé, enable advanced print filter. Đây là lựa chọn để mà chúng ta sẽ select cái cài đặt ở advanced default cho các bản in. Chúng ta nhớ ấn Apply, chúng ta kích OK. Tiếp theo chúng ta sẽ vào print set printing preferences. Ở đây cũng lại có một cái bảng mà chi tiết, đây là bảng mà giống kiểu cái lớp 2. Cái kia là cái default mặc định. Thì ở đây là những thông số tùy chọn. Các bạn có thể thấy ở đây vừa nãy mình bỏ tích rồi nhưng mà ở đây lên đây vẫn còn.
Thì thông thường nhất là với những cái này áp dụng cho những cái mà in tức thời, tức là không setup cố định, là in tức thời thì chúng ta sẽ setup cái này. Thì ở đây chúng ta đều phải setup tương tự như vậy. Ta cũng tăng cái độ đậm chúng ta lên. Và ở đây thì mình sẽ để là 12. Default mình sẽ để là 10 nhé. Còn ngoài này mình sẽ để là 12. Thì sau khi đó mình có thể sang cái graphic. Ở phần này cũng là một cái mà string. Đây là những cái mà tùy chọn. Chúng ta sẽ setup theo được cái chúng ta mong muốn. Với những cái nonal tức là chúng ta in chữ. Cái hard-flat tức là chúng ta in mà chữ mờ nhạt. Cái Audifier tức là chúng ta in thiên về hình ảnh nhiều hơn. Các cái dưới cũng vậy, đều là lựa chọn thiên về hình ảnh. Thì ở đây mình đang in là mình cần in chữ và in khung. Kèm với đó là một có cái khung là hình ảnh. Thì mình vẫn cứ chọn nonal. Thì thông thường nhất cái nonal nó sẽ đưa ra cái hình ảnh mà chúng ta có độ tương phản cao nhất. Lên nền đen trắng nên là cái bản in của chúng ta sẽ là đẹp nhất. Và mình click apply. Click ok. Chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra bản in. Các bạn có thể thấy nhé, khi chúng ta in vẫn ok.